Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái chổi lau nhà, thì bên em có hai mẫu nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác lưu ý cộng cho em thêm 30.000 ship đấy nhá. Đấy. Đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chổi chữ nhật nhá. Đấy, chổi chữ nhật thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, lau dọn nhà cửa, vệ sinh nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút như này nhá. Đấy, có một cái miếng mút như này. Về nhà thì các bác lắp vào cái chổi cho em, lắp vào cái chổi này cho em. Sau đó thì mình dùng mình vắt, mình lau chùi nhá. Nó rất là tiện ích. Cái này thì các bác chỉ cần gạt qua cái phần này thôi. Gạt qua cái phần này thôi là nó sẽ sạch nước cho các bác luôn. Thì các bác không cần phải dùng tay nhá. Và cái tiết diện của nó khá là rộng thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, và các bác lắp vào thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là một mét 2 mét 3 thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Thì con này nó hình chữ nhật cho nên là bên em sẽ lên nó là chổi chữ nhật và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một em chổi chữ nhật thế này. Khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, chổi chữ nhật giá sẽ là 80.000. Còn ngoài ra thì bên shop có cho bác một cái mẫu chổi. Các bác này khi nó dùng thì nó rất là tiện ích nhá. Nó có thể xoay 360 độ như này. Và khi các bác dùng thì mình chỉ cần là đấy, xoay này rất là tiện này. Và khi các bác dùng thì mình chỉ cần gạt đi cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Và nó sẽ là dòng tự vắt như này các bác này. Đấy, kéo lên này nó sẽ tự vắt như này cho các bác. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác nhá. Đấy, thì nó cũng là một con chổi lau nhà như này. Và cũng lắp vào thì nó cũng dài khoảng là 1m2m3 và nó cũng tự vắt luôn nhá. Tự vắt luôn thì nó rất là tiện. Con này thì sẽ là 100.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con em chổi tam giác như này. Thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu chổi chữ nhật, hai là mẫu chổi tam giác. Đây em sẽ có cho các bác xem cái mẫu chổi tam giác này. Đây, cái chổi tam giác thì nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, nó cũng xoay 360 độ, các bác có thể lau ở trên trần này, trên tường này, rồi các cái ngóc ngách đều được hết nhá. Và nó sẽ tự vắt rất là tiện. Các bác chỉ cần kéo phát là nó sẽ vắt kiệt hết luôn. Đó. Đấy, kéo phát là vắt kiệt hết luôn nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì đấy, khi vắt thì nó sẽ xoắn vào như này các bác này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái chổi tự vắt này thôi, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc ắp quy nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái mẫu sạc 12 24, thì con này đều sạc được cả bình 12 cả bình 24 luôn. Và giá sẽ là 290.000 cho con sạc 12 24 như này nhá. 290.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì thứ nhất là các bác có thể là chống đảo chiều này, tức là các bác đấu âm dương đều được hết nhá. Đấy, khi đấu âm dương thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Thứ hai là khử sun phát này, rồi các bác có thể sục bình này, nói chung là đa di năng các kiểu luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, thì sạc này sẽ là sạc 12 24 nhá. Lên cho em là sạc 12 24 12 24, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 cho con sạc 12 24 như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con sạc nguyên 12 V thôi. Con này sạc nguyên 12 V thì cái giá nó sẽ mềm hơn một chút. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Chức năng và thương hiệu thì đều như nhau, cùng một hãng cả. Và hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đây, xuất đi Anh này, đó, đi Đức này, đây, Đức này, Germany này. Đấy, rồi xuất đi Tây Ban Nha này. Đấy, rồi Pháp này. Đấy, xuất đi Pháp này. Nói chung là xuất đi rất là nhiều nước luôn, các nước châu Âu nhá, Anh, Pháp, Mỹ nhá. Và giá thì con này nó sẽ là, các bác lên cho em là sạc 12 nhá. Con này thì nó sẽ sạc được bình 12 V, sạc 12, giá sẽ là 190.000. Đó, 190.000. Thì con này sạc nguyên bình 12 thôi. Con này sẽ là sạc nguyên bình 12 V. Đấy, cũng có cho các bác cái chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều, rồi làm trẻ hóa bình các bác nhá. Đó. Và con này thì nó sẽ là sạc 12 24, giá của nó sẽ là 290.000. Đó. Tiếp theo thì nay tôi shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp thì nó sẽ là một con tăng đơ như này. Hàng này của nó thì cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây, Anh này, Thổ Nhĩ Kỳ này, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này, đó. Rồi Ả Rập này, rất nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tăng đơ hộp như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một tăng đơ bằng đồng rất là đẹp như này. Đấy, thiết kế cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, rồng phượng rất là đẹp này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống ăn
chống ăn tay nhá, chống ăn da, thế nên các bác dùng nó rất là tiện ích, cầm cực kỳ chắc chắn đàm tay, một lần sạc pin các bác có thể cắt đến 10-20 lần thoải mái luôn. Đây, đấy, ưu điểm của con này khi các bác dùng này, ngoáy ngó này, đấy, cắt chặt thoải mái luôn, không bao giờ sợ bị ăn tay nhá. Đấy, thì rất là bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. Ngoài ra thì có kèm cho các bác là một đốc sạc và 4 cữ như này, một đốc sạc và 4 cữ như này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Giá quá là sốc luôn các nhá, quá sốc luôn. 100k cho một cái tăng đơ như này. Đấy, giá khá là hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là tông đơ hộp nhá, tông đơ hộp. Đấy, tông đơ hộp này. Tông đơ hộp giá sẽ là 100k nhá, 100k cho cái tăng đơ trong hộp như này. 100.000 chiếc thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, một hộp này 6 viên thì các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp về nhà các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em nhá. Đấy, và nó sẽ là dòng của Đức các bạn. Đấy, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Thì khi các bác sử dụng thì mình lấy ra mình bỏ vào cốc bia, cốc nước ngọt mình uống. Đó, và nó rất là tiện ích, các bác sẽ giữ được nguyên cái vị của nước ngọt nhá. Giữ được nguyên vị của nước ngọt luôn, nó sẽ không bị mất mùi, mất hương, mất vị. Thì các bác dùng nó rất là sướng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000. Đấy, và bao gồm cho các bác là 6 viên một cái gắp như này, về nhà các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông cho em. Khi nào uống bia, uống rượu hoặc là uống nước ngọt thì các bác lấy ra mình uống cho em, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. À, cho các bác là đuôi cảm ứng. Có đầy đủ cho các bác ốc ác rồi các cái phụ kiện đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng như này thôi. Lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tắt. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một cái đuôi như này. Thì con này cũng rất là tiện ích luôn và các bác dùng đa di năng các chỗ được. Đấy, chỗ nào mà các bác muốn sử dụng mà khi mình đi đến thì nó sáng và đi qua thì nó sẽ tắt thì nó rất là tiện ích. Lên cho em là đuôi cảm ứng nhá, đuôi cảm ứng. Giá chỉ có 60.000 thôi, đuôi cảm ứng này. Đuôi cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. Đấy, các bác về các bác chỉ cần xoáy bóng vào, đấu điện sau đó xoáy bóng vào cho em. Có người đi đến thì sáng và người đi qua nó sẽ tắt, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Thì đây nó sẽ là sự kết hợp của ngải cứu này và rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Đó, thì sẽ combo cho bác bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác bóc ra sau đó thì mình dán lên các cái gan bàn chân cho em để giúp cho các bác để qua đêm và nó sẽ thải độc cái gan bàn chân thì rất là tốt. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, bằng một bát phở mà các bác dùng được tới hai chân là tới 25 lần nhá, 25 lần 50 miếng mà. Đấy, lên cho em là thải độc chân nhá. Thải độc chân này, đó. Thải độc chân giá của nó sẽ là 40k trên một hộp nhá. 40.000 cho một hộp thải độc chân như này, rất tiện ích luôn. Chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, đây tiên là miếng dán thải độc chân nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một miếng thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn hắt nhá, đèn hắt. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn hắt và nó sẽ có cho các bác là đổi màu nhá, đổi màu đó, đổi màu mà nó sẽ là lên cho các bác là 3 màu như này. Đấy, thì khi các bác cắm vào này nó rất là tiện ích luôn đó. Và về nhà khi các bác dùng thì các bác bỏ cho em cái dây màu vàng này đi này, để cho em cái dây màu đen này. Đấy, và nó sẽ là như này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 3 màu rất là đẹp luôn. Về nhà thì các bác đấu nguồn điện vào cho em, bỏ cái dây vàng ra nhá. Bỏ cái dây vàng ra. Đó, đây các bác này. Đấy. Về nhà các bác ốp lên tường cho em, rất đẹp luôn. Đó. Đấy, bắt vít ốp lên tường cho em rất là đẹp nhá. Đấy, và con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim đấy, bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa đâu. Rất là đẹp luôn, màu sắc rất là đẹp. Thì các bác có thể dùng để ép lên cột này,
Đấy, cổng này hoặc là tường này, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một con đèn H như này thôi. Lên cho em là đèn H nhá, giá sẽ là 140k. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là đèn H này. Đó. Đèn H giá sẽ là 140k. Bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và 7 màu như này nhá, màu vàng và 7 màu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội đầu clear nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu là màu xanh, một mẫu là màu trắng này. Đấy. Dầu gội đầu clear. Đó, màu xanh và màu trắng như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là hơn 450ml nhá, 450ml. Đó. Và hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan, của thương hiệu Unilever nhá, Unilever. Đó, Unilever. Đấy, hàng thương hiệu clear. Đó, có màu xanh và màu trắng, hai màu nam nữ đều dùng được cả. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Lên cho em là dầu gội đầu clear, giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một lọ dầu gội đầu clear như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này và có cho các bác là ba cái cữ như này luôn, ba cữ để các bác kết nối các cái đầu vòi. Đấy, và nó sẽ là bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác là sử dụng nó rất là tiện ích và tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình xịt rửa rồi tưới cây, rất là tiện, tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, và đây các bác kết nối các cái nguồn dây như này, các cái nguồn dây này cho em này, đó, đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, bao gồm cho các bác là một đầu vòi và ba cái cữ như này, thì ba cái cút nối như này thì khá là tiện ích luôn. Đấy, rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi này. Đấy, tẩy xoong nồi bát đĩa hoặc là tẩy vành bánh ô tô đều ok hết nhá. Đây, xoong nồi bát đĩa vành bánh ô tô này. Đấy. Đây các bác về nhà thì các bác mở ra thì nó sẽ là một cái dòng mà bên trong của nó thì nó sẽ là cái bột màu trắng như này nhá, bột màu trắng như này. Các bác làm ướt đi, sau đó thì các bác bôi lên cho em và mình đánh xoong nồi rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25k đó, 25k. Lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000. Đây các bác này. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy, cái kem tẩy xong. Đấy, 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Đấy, dòng điện thoại một sim. Giá thì chỉ có 150.000 thôi, bao gồm cho bác là một điện thoại này, một điện thoại, một viên pin và một cái sạc. Hàng mới nguyên đai nguyên kiện nhá, mới nguyên đai nguyên kiện như này. Combo cho các bác là 3 món. 3 món cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho 3 món như này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Bao gồm cho các bác cái điện thoại Nokia rất là ngon, hàng mới tinh. Điện thoại Nokia 1280. Về nhà các bác sử dụng thì mình nghe gọi rất là tuyệt vời luôn nhá. Điện thoại Nokia 1 sim nhá, 1 sim. Giá sẽ là 150 cành thôi, 150k cho cái điện thoại 1 sim như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Philips đây. Đấy. Sấy tóc hàng của thương hiệu Philips. Con này thì công suất của nó sẽ là 3.000W nhé, 3.000W, sử dụng điện 220V, giá chỉ có 130.000 thôi. Con này thì nóng cực kỳ nhanh luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhé, giá rất là tốt cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng thì cực kỳ là ok nhé. Đấy, nhanh, mạnh, khỏe, đấy, nóng nhanh, dùng rất là thích. Con này thì chỉ có nóng thôi nhá, nóng với gió thôi chứ không có lạnh đâu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, hàng không hề có lỗi lầm gì nhá. Lên cho em là sấy tóc nhá. Đấy,
sấy tóc của Philips giá sẽ là 130k, 130.000. Đây nha, em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát hai đầu anh em này. Đó, đèn pin anh em lên cho em là đèn hai đầu. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan anh em này. Đó, made in Japan. Đó. Độ rọi xa của nó thì từ 800-1200m và nó là hàng hai đầu như này. Hai đầu. Đấy, có quai cầm anh em nhé, có quai cầm. Có quai cầm như này và hàng của nó thì nó sẽ là hàng bọc cao su hết nhá, bọc cao su hết. Đấy, cho nên anh em dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy. Hai đầu của nó bọc cao su non hết cho nên anh em dùng thoải mái luôn và đèn của nó khá là sáng nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Có báo pin và có quai cầm như này và có cho anh em cái phần để anh em có thể sạc trực tiếp luôn nhá, sạc trực tiếp luôn. Đó, sạc trực tiếp ở đây luôn này. Đấy. Sạc trực tiếp ở đây và anh em cũng có thể sạc ra cho điện thoại được luôn nhá. Đấy, đây là một cổng sạc vào và một cổng sạc ra. Rất là ok cho anh em. Đó, đây. Đấy, và đèn rất là sáng anh em nhá. Độ rọi của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo các thứ đây. Em sẽ test cho anh em xem luôn, rất ok anh em nhá. Đó. Đây nha, này em sẽ test cho anh em các bác cái con đèn hai đầu của bên em nhá. Đó, đây. Pha của nó này anh em này. Đấy, anh em thấy cái điểm rọi của nó khủng khiếp chưa? Đây. Đấy, anh em trông kinh khủng chưa? Đó, đây nhá. Em rọi nhá, rọi dưới đất nhá. Đó, tiếp theo là rọi xa hơn này anh em này. Đó, anh em thấy cái điểm sáng của nó khiếp không? Con này nó sẽ rọi xa được cho anh em là từ 600-1200m anh em nhá. Đấy, anh em trông cái ngọn cây chưa? Rất khủng khiếp luôn nhá. Từ 600-1200m luôn. Con này thì rọi siêu xa luôn anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, rọi cái cửa này rõ ràng luôn nhá. Đó, rất sáng luôn. Đấy, và nó sẽ có cho anh em là một cái đèn pha bên hông nữa nha. Đấy, một cái con đèn pha bên hông này, con này cũng rất sáng này anh em nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái pha bên hông rất là sáng này. Đấy, có quai cầm như này, có báo pin nhá, có báo pin cho anh em luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái con đèn pha gần bên này nữa này. Đấy, một con pha gần này nữa này. Đấy, con này nó sẽ là con pha gần anh em này. Đó, đây là con pha gần này. Đó, rất sáng luôn anh em nhá. Đó, con này thì rất tuyệt vời luôn, siêu sáng. Siêu sáng cho anh em luôn. Đó, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Đó, đây. Đấy, và nó sẽ có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo cho anh em nhá, nhấp nháy cảnh báo luôn. Đó, và đây là cái pha của nó anh em này. Đấy, đây. Rọi gần anh em này, rọi gần thì rất là sáng rồi. Đấy, rọi gần thì rất là sáng rồi. Đây, rọi xa cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rọi xa này. Rất xa luôn anh em nhá. Con này độ rọi của nó rất khủng khiếp luôn. Đấy, ngọn cây ngọn kiếc anh em trông, những cái ngọn cây như này mà nó vẫn bắt được anh em này. Đấy, rất xa luôn. Đấy. Độ rọi sáng của nó khỏi bàn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em 260.000 nhá, 260.000 cho một con đèn như này. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ anh em nhá. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đèn nữa, đó là cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Đây, con đèn pin cảnh sát Nhật anh em này. Đấy. Con này thì nó cũng khá là nhiều chức năng luôn và pha của nó thì cũng khá là rọi luôn anh em nhá. Nhưng mà độ sáng thì nó không thể bằng cái con hai đầu kia được. Con hai đầu thì siêu sáng rồi. Còn con này thì độ sáng của nó là vừa phải thôi anh em nhá. Đó, độ sáng của nó là vừa phải thôi. Đấy, con này thì nó sẽ nhiều chức năng hơn một chút và nó sẽ pha của nó cũng khá là rọi luôn anh em này. Đấy, con này thì như này cũng là tương đối rồi anh em nhá, tại vì nó là dòng đèn nhỏ mà, nó không như con kia được. Đấy. Đấy, cũng có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có nhấp nháy cảnh báo cho anh em luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái đèn bên hông này. Đấy, có anh em một con đèn bên hông như này thì con này anh em dùng để trực tiếp này, hoặc là treo lên hoặc là ăn cơm ăn nước anh em dùng con này cũng khá là ok luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo này. Đó, đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo như này thì rất là tiện anh em nhá. Đó, và nó sẽ có cho anh em là các cái chức năng như vậy. Đấy, và anh em có thể dùng đèn trắng này. Đấy, đèn đỏ này, hoặc là anh em chuyển về đèn trước, giữ ly thì nó sẽ chuyển về trước cho anh em. Đó, rất tiện ích luôn anh em nhá. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Đây. Đấy, lên cho anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, Police made in Japan. Độ rọi xa thì từ 600-1000m anh em nhá. Đó, đây. Và rất là đẹp luôn anh em này. Đấy. À, đầu tiên thì sẽ là chức năng phá kính này. Đấy, có chức năng phá kính này. Đấy, bên này thì sẽ là cắt dây này và bên này có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít nhá. Có la bàn cho anh em. Đây, có la bàn nhá. Và có cả còi hú luôn anh em nhá. Có cả còi hú luôn đây. Đấy, còi hú luôn. Đấy, la bàn, còi hú các thứ đầy đủ. Con này thì khá là nhiều chức năng cho anh em. Và có cả tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy. Đèn của nó thì rọi rất là rọi luôn anh em này. Pha của nó rất là rọi luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là những cái pha bên trên này anh em dùng rất là tiện này. Có nhấp nháy cảnh báo SOS cho anh em luôn. Đầy đủ các chức năng. Giá thì cực kỳ tốt cho anh em luôn. Con này thì anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá của nó sẽ là con này giá của nó sẽ là 200 2
À 180.000 nhá, 180.000. Còn con hai đầu này thì sẽ là 260.000 anh em nhá. Rồi ok. Hello các bác nhá. Nay thì bên shop về cho các bác cái lô đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ thì bên em có một số mã đây. Thì em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 các bác cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đấy, em lên cho các bác một số cái mã đồng hồ của bên em. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đồng hồ của thương hiệu Rolex hết rồi à? Rolex còn không? Đây còn con đi. Hết rồi à? Đây rồi. Đấy thì đồng hồ của thương hiệu Rolex các bác nhá. Đây đồng hồ thương hiệu Rolex này. Đấy Rolex mặt màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Mặt màu đen có đính đá màu trắng nhá. Có đính đá màu trắng rất là đẹp. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 và bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đây các bác này. Đó, có thứ nhất là có đồng hồ chạy bình thường nhá. Thứ hai là có lịch nhá, có lịch. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì lưu ý các bác là đây là đồng hồ pin nhá, chứ không phải đồng hồ cơ. Đấy, đồng hồ này là đồng hồ pin thôi, chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Và hàng thì của thương hiệu Rolex các bác này. Đấy, Rolex đây. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Đeo vào thì các bác cảm nhận được cái độ đẹp của nó này. Đấy, chấm hết luôn. Đấy, rất chất lượng. Và con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá của nó sẽ là 300.000 và bên em sẽ bao ship. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đồng hồ chạy bình thường thì thanh toán giúp cho em nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex này. Đó. Đồng hồ Rolex nhá. Rolex giá của nó sẽ là 300.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 300.000 bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đấy, các bác có thể chụp màn hình lại kết bạn Zalo hoặc là đặt hàng trực tiếp cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ Longines. Con Longines này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy. Mặt thì màu trắng, bo viền vàng và cũng có đính các cái hạt đá nhỏ rất là đẹp luôn. Hàng thì của thương hiệu Longines của Nhật các bác nhá. Đấy. Longines thì các bác biết rồi, nó là một trong những thương hiệu đồ nổi tiếng luôn. Đấy, và cũng là đồng hồ chạy bằng pin nhá, chạy pin. Nó cũng có lịch liếc đàng hoàng, mặt to đẹp, số rất to rõ ràng. Con này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn đây các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Đeo vào thì cảm giác nó rất là nịnh tay luôn các bác nhá, rất nịnh tay luôn. Rất đẹp. Màu bạc và có đi một cái đường viền màu vàng ở giữa như này. Cái có chạy một cái đường chỉ màu vàng ở giữa như này. Tạo cái điểm nhấn nhá, mình đeo vào nó rất là sang trọng không nhá. Rất là sang chảnh luôn. Đó. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines. Đồng hồ Longines. Giá sẽ là 250.000. Đó. Đồng hồ Longines này. Lên cho em đồng hồ Longines nhá. Longines. Giá sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái đồng hồ tiếp theo, đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu SK nhá. Đồng hồ của thương hiệu SK đây. Đấy. Con này thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ SK. Có lên cho em là đồng hồ SK. 260.000 nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có cho các bác là cả cái nấc điều chỉnh để các bác lấy cái khung giờ đây các bạn này. Đây. Đấy cái viền này em xoay nó đang xoay này các bạn này, rất là hay luôn nhá. Đấy, lấy cái khung giờ như nào đấy thì cái này tùy các bác điều chỉnh thôi. Các bác có thể lên mạng để mình ngâm cứu thêm nhá. Đó, ngoài ra thì con này ưu điểm của nó là có cả lịch này. Có cả lịch và có cả ngày luôn, cả thứ luôn nhá. Đấy. Hàng thì cũng là hàng của Nhật luôn nhá, hàng của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng thì của thương hiệu Orin và tên mã của nó là mã SK nhá. Thì lên cho em là đồng hồ SK. Đấy, đồng hồ SK hàng của Orin. Đấy, và giá thì sẽ là 260.000 nhá, 260.000. Đó, lên cho em là đồng hồ Orin này, đó, đồng hồ Orin. Giá của nó sẽ là xin lỗi các bác là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000. Đó, tên mã sản phẩm của nó là mã đồng hồ SK, 260.000. Đấy thì có 3 mẫu, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Rolex này, Longines và SK. Rolex, Longines, SK, 3 mẫu như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Rồi ok. Nay bên shop về cho các bác một số cái mẫu đồ da bò siêu đẹp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Hàng Mỹ và hàng của Ý nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò các bác này, mũ da bò.
Hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý các bác nhá, hàng của Ý này. Đó, đây. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, made in Italy các bác này. Đó, made in Italy nhá các bác nhá. Hàng này thì hàng của nó sẽ là của thương hiệu Gucci này, made in Italy cho các bác luôn. Đó, và con này thì đội cực kỳ là ôm form và đẹp luôn. Và cái phần đinh chốt này của nó bằng đồng, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo cái cữ đầu của mình như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cái cữ như này để các bác tùy chỉnh nhá. Đó. Con này thì đội thì cực kỳ là lên form lên dáng và rất là đẹp luôn. Bên shop có hai màu, có màu màu đen và màu nâu như này, có màu đen màu nâu nhá. Đấy, có màu đen màu nâu. Đó, màu này là màu đen này, màu này màu nâu này. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Gucci, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó, từ những cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Rất là ôm form, ôm dáng và đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác. Đây. Đấy, con mũ rất là ôm form, ôm dáng luôn luôn nhá, rất là đẹp. Con này thì các bác có thể đội để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, nói chung là đi đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đó. Cái phần vành của nó khá là rộng luôn thì có thể che nắng, che mưa khá là tốt nhá. Đó, một con mũ như này, ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai màu, một màu là màu đen và một màu là màu nâu như này nhá, hai màu. Một màu đen, một màu nâu như này. Các bác lên cho em là mũ da bò nhá, mũ da bò. Đó, hàng rất đẹp luôn, hàng của Ý, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một con mũ da bò như này. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, đây các bác xem này. Đội nó ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh theo cái cứ đầu của mình nhá. Đấy. Lên mã tiếp theo là mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, lên cho em là mũ da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là mũ da bò này, mũ da bò. Đấy, mũ da bò. Giá của nó sẽ là 350k nhá, 350k và bao ship cho một cái mũ da bò này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi vuông nhá. Các bác lên cho em là túi vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đấy, nó sẽ có cả quai đeo, cả quai sách luôn. Có cả quai đeo, cả quai sách nhé. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn to như này. Đây, quai đeo qua này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhé. Da bò tự nhiên đây. Đấy, 100% là da bò tự nhiên hết các bác này. Da bò tự nhiên nguyên miếng hết, rất là chất lượng cho bác luôn. Đầu khuy, đầu khóa này, các cái loại quai đeo này đều bằng đồng hết nhé. Có thể co ra, giãn vào đều được hết. Đấy, khuy đeo bằng đồng, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng không nhá. Đấy. Hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nó sẽ có là một ngăn bên ngoài này, tiếp theo là một ngăn giữa này. Đấy, ngăn giữa thì nó sẽ có hai ngăn, một ngăn thường và một ngăn có khóa này. Và hai ngăn ở mặt đằng trước nữa, hai ngăn mặt đằng trước như này. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Hàng may đo thì cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là nhiều ngăn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn. Chỉ có 180.000 cho một cái túi da bò thật như này thôi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng 20 nhá. Hàng này là 100% là da bò thật nhá. Đây. Đấy, để em sẽ cạo cho các xem. Đây. Đấy, lấy cái miếng sắt này. Lấy cái miếng đồng này em cạo này. Không hề có một dấu hiệu gì xây xước hay là cong vênh hay là bong chốc gì nhá. Đấy, da bò thật thì nó sẽ như vậy, còn nếu các bác dùng cái da bò đểu là nó sẽ bong chốc ngay các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em cái mẫu này, nó sẽ là túi vuông nhá, túi vuông. Đấy, lên cho em là túi vuông có màu đen và màu nâu nhá, túi vuông này. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một cái túi vuông như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu, màu đen màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi chéo nhá. Đấy, nó sẽ là cái dòng túi chéo như này. Túi này thì các bác chuyên dùng để mình đeo chéo này. Quai của nó khá là to luôn và các bác có thể đeo chéo nhá. Nó sẽ có đầu tiên cho các bác là một cái ngăn ở đằng một ngăn chính ở giữa này. Đấy, đây sẽ là cái ngăn chính ở giữa này. Ngăn chính ở giữa nhá. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ ở bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài. Đó, và một cái ngăn bé ở bên mặt đằng trước này nữa. Một ngăn bé mặt đằng trước nữa nhá. Đó. Và một ngăn phụ nữa đằng sau. Tất cả khóa này đều bằng đồng hết nhá, khóa đều bằng đồng hết. Cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi chéo nhá, túi chéo, giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 cho một con túi chéo như này các bác nhá. Đấy.
lên mã giúp em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó, túi chéo này. Túi chéo giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái mã túi chéo này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đeo hông này. Đây. Nó sẽ là một con túi đeo hông như này. Quai của nó cũng khá là to luôn nhá, khá to và dày dẫn chắc chắn. Và có cái đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào nhà là xong. Đó, đây. Phần dây quai kiếc của nó là các bác này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tất và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy. Có ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn lớn, ngăn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để mình đeo hông đằng trước nhá. Đeo hông đằng trước rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là túi hông, giá sẽ là 130.000 nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Đó. Lên cho em là túi hông này. Túi hông giá của nó sẽ là 130k nhá. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Thì đó là cái lô túi da bò hàng của Ý nhá. Đấy, túi da bò hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy, thì nó sẽ có là đầu tiên là túi vuông nhá. Túi vuông là 180.000 các bác này. Đấy, con này là túi vuông 180.000. Con này là túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá của nó sẽ là 140.000. Và túi hông. Con này thì các bác dùng để đeo hông nhá. Đeo hông, đeo bụng đấy. Đấy, các bác lên cho em là túi hông cũng được mà túi đeo bụng cũng được. Túi đeo bụng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai màu cho các bác. Đó là màu màu đen và màu nâu nhá. Cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây. Mặt của nó thì cơ bản nó là như này. Đấy, còn nó có thể thay đổi tùy theo lô nhá, tùy theo lô. Thì cái mặt này nó có thể thay đổi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp và đúc liền hết này. Mặt tráng gương đúc liền, thép không gì nhá. Đấy, và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Cho nên là nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Đấy. Hai con thôi nhưng đã có độ dài ngắn khác nhau rồi. Đây, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên các nhá. Đây. Hàng made in USA đây. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá. Từ 1m1 đến 1m3. Đây. Đấy, em chỉ cần đo hai cái này thôi này. Bào đầu bằng nhau này. Đấy, và cái đuôi của nó đã có cái dấu hiệu khác nhau rồi. Đấy, lệch nhau đó nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da. Thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ này. Đây thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Đây. Made in USA nhá. Made in USA này. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng mặt đúc liền và con lăn rất là chắc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy con lăn này vào là ok. Đấy, khi nó kéo, khi nó căng ra thì nó lại theo cái chiều siết con lăn này vào, cho nên là không bao giờ bị tuột các bác nhá, không bao giờ bị tuột. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 190.000 cho một cái thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Đó. Lên cho em là thắt lưng da bò này. Đó. Thắt lưng này. Thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con thắt lưng da bò như này. Đấy, sẽ là rất là đẹp luôn và có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn này. Có màu đen và màu nâu. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu đen và màu nâu da bò nhá. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò thì bên shop về nó cũng có hai màu, có màu đen, có màu nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Đấy. Cũng là hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên luôn. Đấy, từ cái đường kim mũi chỉ, đường may, đường khâu cực kỳ là chi tiết luôn này các bác này. Đấy. Hàng này em bao các bác về các bác đốt thoải mái luôn, test thử thoải mái, lấy bật lửa ra hơ thoải mái luôn nhá. Các bác hơ trên cái bề mặt da như này nhá, mà da không bị xém là ok. Còn các bác hơ vào cái phần chỉ này thì nó cháy là chuyện bình thường. Đó. Thì hàng của nó sẽ thiết kế siêu mỏng, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cạnh túi nhá. Đấy, có một ngăn khóa này các bác để các giấy tờ cần thiết, một ngăn, hai ngăn phụ nữa này. Và các cái ngăn để cho bác để thẻ này, để ví, để giấy tờ này. Đấy, những ngăn này đều là ngăn thật hết nhá. Và máy cách chứ không phải là liền nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Lên cho em là ví da bò, giá sẽ là 120k. Ví da bò này sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái ví da bò như này. Đó. Lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví da bò. Ví da bò. Giá sẽ là 120k.
120k cho một chiếc ví da bò như này. Đó. Tiếp theo thì một cái mặt hàng của Mỹ, đó là mũ lính Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lính Mỹ. Con này thì giá chỉ có 150k thôi. Con này thì các bác biết rồi, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Con này đội vào thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đây. Đấy để em test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đây. Đây qua đây. Đấy. Thoải mái luôn các bác nhá. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn các bác này. Đây, các bác xem em đập rất là mạnh tay luôn nhá. Đập rất là mạnh tay luôn đây các bác này. Đập rất là mạnh tay luôn. Không hề có hề hấn gì luôn các bác nhá. Đấy. Không hề có một cái hề hấn gì luôn. Đó, rất là ngon lành. Hàng của Mỹ US các bác này. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cho đồ của quân đội nhá. Đấy, đây. American các bác này, American này. Đó, hàng của Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ lưới. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó. Các bác lên cho em là mũ lưới này, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có phần quai đeo các thứ này và có cả điều chỉnh các bác nhá. Đấy. Đây. Ở trong này nó sẽ có các cái phần để cho các bác quai đeo và điều chỉnh cái mức độ vừa của đầu mình nhá. Đấy, theo cái size đầu của mình. Rất là ok luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cành đào nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 150.000 thôi. Lên theo là mũ lưới giá sẽ là 150k. Rồi ok. Hello các bác nha. Hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc. Nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco thôi à? Bó đây cho anh một lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá, thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci. Giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá, 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các bác này. Đấy, made in France các bác nhá. Made in France. Đó, sản xuất ở Pháp, made in France đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 cho một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci. Dung tích cũng là 100ml các bác nhá, 100ml đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy, nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Và giá đều là 130k nhá. 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhá. Đấy. Lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một họ lọ. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây, giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm cho anh cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1 2 3 4 5. 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết các nhá. Thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Nó là dòng nước hoa chiết. Đấy, cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá. Nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi. 20ml thôi các nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Made in Dubai này. Đấy, thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai. Nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này. Nước hoa Dubai này. Dubai. Giá sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một lọ nước hoa Dubai như này. Đấy. Rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, ở đây. Median này. Đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá. Nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000 thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp.
Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bạn này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy, và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60, về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy, thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu nên là các bác có thể xoa lên tay như này, để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh thì các bác có thể xoa vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp, nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác. Những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này. Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhá. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và thế nên là nó rất là thơm. Đấy đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhá, chuyên để trong các khách sạn này rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó, nước hoa khách sạn giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ thôi, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k, rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy, đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây, và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy, của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá, 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá, giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá, 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn, 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá, màu của nó là màu đen. Đây, đấy, đây các bác này, 900W 1.8L sử dụng điện 220V, màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này, một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái âu đong gạo này, một âu đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá, dày cong cong này các bác này. Đấy, khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy, con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này, nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy, nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy.
giòn riết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá, nồi cơm sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cuckoo nhá. Hàng thương hiệu Cuckoo. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1.8L này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cuckoo nhá, nồi của Cuckoo. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cuckoo này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cuckoo nhá. Đấy, nồi cơm Cuckoo. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi sáp thì sẽ là, à nồi sáp là 500, còn nồi Cuckoo. Lên cho em là nồi Cuckoo nhá. Nồi Cuckoo này. Nồi Cuckoo giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cuckoo. Đấy, còn con nồi sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của sáp đây. Phát lên cho em là nồi của sáp nhá. Nồi sáp thì sẽ là, nồi sáp thì sẽ là 500 và nồi Cuckoo này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái
một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn các bác, nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Được về thôn em duyên dáng bên gần sông. Bảy ấp diện mạo hot. Vì chân thân mát cực sảng khoái. Năm ơi. Đường phố trắng mưa bên sông, người đi ngoài phố
giữa cao nguyên lồng gió và gặp quê hương trên mọi quê câu hát xưa biết mấy vẫn vương câu hát mây vâng vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40 cm, đó chiều dài của nó 40 cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm sắc nét và rất là hay luôn. Đây vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé, vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tem là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tem là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tem là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp tem là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Nó rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi các bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quai này. Cái lẫy đen này nhá. Cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy các bác. Đấy. Kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây, em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy, em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột như này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, các bạn này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác lưu ý là kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe nhá, mài dao ba khe. Đấy, ba khe đỏ này. Đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ, hàng của thương hiệu Katashiwa này, Katashiwa made in Japan nhá.
Katashiwa made in Japan. Đó. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhé. Con này nó sẽ là dòng mài ba khe đỏ. Cầm anh cái mài đầu bếp đây. Đấy, mài ba khe đỏ con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 3 phần mài thô, mài mịn và mài bén. Cái bác cầm tay này cho em và mài từ bên trái sang bên phải nhá. Tay trái cầm và bắt đầu mài từ bên trái sang bên phải này. 1 2 3, mài thô, mài mịn và mài bén như này. Đó, và giá thì sẽ là 130.000 cho một con mài dao ba khe như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe đỏ này. Đấy, mài dao ba khe đỏ, mài dao ba khe đỏ, giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đó, 130.000. Thì con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mài đầu bếp nhá. Đấy, con này thì bên em gọi nó là mài đầu bếp. Thì các cái đầu bếp của nhà hàng nó cũng dùng rất là phổ thông. Đó, và cũng độ sắc bén cũng như nhau thôi, nhưng con này thì nó mỏng hơn. Đấy, và người ta chuyên dùng để cho các cái đầu bếp ở bên Nhật người ta sử dụng. Đó. Thì con này giá chỉ có 40 cành thôi, nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đấy, thì một dòng là dùng cho nhà hàng và một dòng là dùng gia đình. Thì nó sẽ có hai dòng như này, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đó. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là mài đầu bếp. Đấy, nó cũng có 3 số như này. Đấy, có 3 số như này. 1, 2 và 3. Đó, thì các bác có thể mài theo số như này, 1, 2, 3 là ok. Đó, và mỗi cái thì các bác kéo đi kéo lại cho em từ 3 đến 5 lần. Đó, con này thì các cái nhà hàng người ta dùng rất nhiều, cho nên là bên em gọi nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì sẽ là 40.000 thôi. Lên cho em là mài đầu bếp này, mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho cái mài đầu bếp như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả này. Ở đây nó sẽ là một cái xiên như này, một cái bộ xiên như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc xiên như này các bác này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 chiếc. Hàng thì bằng inox 304 của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức hai hình người đây. Khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Khá dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con một cái bộ xiên hoa quả như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho bộ xiên hoa quả bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 50.000 đúng không? 50.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đồ ăn trong gia đình nhà mình, ăn hoa quả hoặc là ăn đồ chiên, đồ nướng đều được hết nhá. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, không cần phải dùng tay. Nó mất vệ sinh. Nên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50.000 trên một hộp này 10 cái luôn. Tính ra vào chỉ có 5.000 một cái thôi. Xiên hoa quả các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là cái bộ bấm móng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, bộ ba móng. Lên cho em là bộ ba móng Đức này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy. Đây, đấy, hai hình người đây. Và nó sẽ có cho các bác là combo bao gồm ba cái này. Đấy, ba chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Ba cái như này, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100.000 thôi. Tất cả đều có cái mài như này hết nhá, đều có cái mài như này hết và có cái phần xanh này để cho các bác đỡ cái móng tay khi mà mình cắt ra này. Đấy, cắt ra thì mình đỡ vào đây. Rất là tiện ích luôn. Con này thì nó chuyên để cắt khóe nhá. Đấy, các cái khóe tay khóe chân nó khó luôn và thì các bác dùng cái này chưa? Đấy. Để mình đưa vào các cái khóe như này. Đó, đưa vào cái khóe này, rất là tiện luôn. Đó. Thì nó sẽ có 3 mã. 3 mã cho một bộ như này. Bao gồm cho các bác là bấm móng nhỏ này, đấy, bấm khóe và bấm móng to. Đấy, 3 sản phẩm như này. Và giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, tính ra các bác mua chỉ mất hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này mà đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng được. Đấy, hàng của Đức các bác biết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Thì lên cho em là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ 3 móng Đức như này. Giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Winling của Đức luôn, hai hình người đây, hai hình người đây con này. Đấy. Bộ 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Đấy, 5 cái đĩa như này. Bao gồm cho các bác là cái to nhất thì nó vào khoảng là 24 cm. To nhất vào khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy, và cái nhỏ nhất thì cũng khoảng 15-16 cm. Đấy, rất là to như này.
bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái đĩa như này các này, 5 cái đĩa rất là đẹp, khá là dày dẫn luôn, rất là dày dẫn nhá. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả rồi chế biến lẩu liếc đấy, các món ăn rất là ok đấy. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, giá chỉ có 120.000 thôi, bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này. Đó, giá khá là hợp lý cho nhà các bác nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp em, đó là bộ lưỡi kem nhé. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả lưỡi kem luôn đấy, cả lưỡi cả kem như này các bác đấy, cả lưỡi cả kem như này đấy, thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhé đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, lưỡi sẽ có cho các bác vào khoảng là 30 đến 35 lưỡi, hàng tùy theo lô, có lô 30 có lô 35 nhá. Đấy. Và một bàn cạo này. Đấy. Một bàn cạo và một lọ kem. Đó, một bàn cạo một lọ kem như này thì về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Và giá sẽ là 60.000 các bạn, 60.000. Đấy. Về nhà thì các bác lấy lưỡi ra cho em. Đấy. Đây là cái vỉ lưỡi này, về nhà các bác bóc ra, sau đó thì mình lấy lưỡi ra mình lắp vào bàn là xong. Đó. Và lắp thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý một chút là lắp được thôi. Đây các bác nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lưỡi kép như này các bác này. Đấy, hai lưỡi kép sáng bóng đẹp chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bao gồm là cả kem cả lưỡi như này mà 30 lưỡi. Thì tính ra các bác mua chỉ có mất 2.000 một lưỡi thôi. Tính ra và chỉ có 2.000 một lưỡi thôi. 32 là 6. Đấy, mua mất có 2.000 một lưỡi, còn lại là các bác lời không cả một cái bàn cạo với một lọ kem như này nhá. Đấy, một bàn cạo một lọ kem như này nữa. Thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá chỉ có cho các bác là bộ lưỡi kem này, giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá, 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem này, bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây, thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được, còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé, loa chữ G giá của nó sẽ là 260k và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái đưa em về thăm
Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhé. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nghe hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác nghe. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì
đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo là đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nha, hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc. Nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco thôi à? Bó đây cho anh một lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci, giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá, 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel, dung tích của nó là 100ml thôi nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các này. Đấy, made in France các nhá, made in France. Đó, sản xuất ở Pháp, made in France đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci, dung tích cũng là 100ml các nhá, 100ml. Đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy. Nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này và giá đều là 130k nhá. 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhá. Đấy. Lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một họ lọ. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây, giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm cho anh cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này.
5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhé. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết không nhá, thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, nó là dòng nước hoa chiết, đấy cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá, nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi, 20ml thôi các bác nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Made in Dubai này. Đấy, thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai. Nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này. Nước hoa Dubai này, Dubai. Giá sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một lọ nước hoa Dubai như này. Đấy. Rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, đây. Median này, đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000, thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp. Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bác này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp. 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy, và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60 về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy, thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu nên là các bác có thể xoa lên tay như này, để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh thì các bác có thể xoa, vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k, 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác. Những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này. Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhá. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và thế nên là nó rất là thơm. Đấy đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhá, chuyên để trong các khách sạn này, rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó, nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ thôi, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k, rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello các bác nhá. Nay thì bên shop về cho các bác cái lô đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ thì bên em có một số mã đây. Thì em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 các bác cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đấy, em lên cho các bác một số cái mã đồng hồ của bên em. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đồng hồ của thương hiệu Rolex hết rồi à? Rolex còn không? Đây còn con đây. Hết rồi à? Đây rồi. Đấy thì đồng hồ thương hiệu Rolex các bác nhá. Đây, đồng hồ thương hiệu Rolex này. Đấy, Rolex mặt màu đen cực kỳ đẹp luôn. Mặt màu đen có đính đá màu trắng nhá, có đính đá màu trắng rất là đẹp. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 và bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đây các bác này. Đó, có thứ nhất là có đồng hồ chạy bình thường nhá. Thứ hai là có lịch nhá, có lịch. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì lưu ý các bác là đây là đồng hồ pin nhá, chứ không phải đồng hồ cơ. Đấy, đồng hồ này là đồng hồ pin thôi, chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Và hàng thì của thương hiệu Rolex các bác này. Đấy, Rolex đây. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Đeo vào thì các bác cảm nhận được cái độ đẹp của nó này. Đấy, chấm hết luôn. Đấy, rất chất lượng. Và con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá của nó sẽ là
300k và bên em sẽ bao ship. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đồng hồ chạy bình thường thì thanh toán giúp cho em nhé. Đấy, lên xem là đồng hồ Rolex này. Đó. Đồng hồ Rolex nhá. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 300.000 bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đấy, các bác có thể chụp màn hình lại kết bạn Zalo hoặc là đặt hàng trực tiếp cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ Longines. Con Longines này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy. Mặt thì màu trắng, bo viền vàng và cũng có đính các cái hạt đá nhỏ rất là đẹp luôn. Hàng thì của thương hiệu Longines của Nhật các bác nhá. Đấy. Longines thì các bác biết rồi, nó là một trong những thương hiệu đồng nổi tiếng luôn. Đấy, và cũng là đồng hồ chạy bằng pin nhá, chạy pin. Nó cũng có lịch liếc đàng hoàng, mặt to đẹp, số rất to rõ ràng. Con này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn đây các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Đeo vào thì cảm giác nó rất là nịnh tay luôn các bác nhá, rất nịnh tay luôn. Rất đẹp. Màu bạc và có đi một cái đường viền màu vàng ở giữa như này. Cái có chạy một cái đường chỉ màu vàng ở giữa như này. Tạo cái điểm nhấn nhá, mình đeo vào nó rất là sang sang trọng không nhá, rất là sang chảnh luôn. Đó, giá thì chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines, đồng hồ Longines. Giá sẽ là 250.000. Đó. Đồng hồ Longines này. Lên cho em đồng hồ Longines nhá, Longines. Giá sẽ là 250k. 250k cho con đồng hồ Longines nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái đồng hồ tiếp theo, đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu SK nhá, đồng hồ của thương hiệu SK đây. Đấy. Con này thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ SK. Có lên cho em là đồng hồ SK. 260.000 nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có cho các bác là cả cái nấc điều chỉnh để các bác lấy cái khung giờ đây các bác này. Đây. Đấy, cái viền này em xoay, nó đang xoay này các bác này, rất là hay luôn nhá. Đấy, lấy cái khung giờ như nào đấy thì cái này tùy các bác điều chỉnh thôi. Các bác có thể lên mạng để mình ngâm cứu thêm nhá. Đó, ngoài ra thì con này ưu điểm của nó là có cả lịch này. Có cả lịch và có cả ngày luôn, cả thứ luôn nhá. Đấy. Hàng thì cũng là hàng của Nhật luôn nhá, hàng của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng thì của thương hiệu Orin và tên mã của nó là mã SK nhá. Thì lên cho em là đồng hồ SK. Đấy, đồng hồ SK hàng của Orin. Đấy, và giá thì sẽ là 260.000 nhá, 260.000. Đó, lên cho em là đồng hồ Orin này, đó, đồng hồ Orin. Giá của nó sẽ là xin lỗi các bác là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Giá sẽ là 260k. Đó. Tên mã sản phẩm của nó là mã đồng hồ SK, 260.000. Đấy, thì có 3 mẫu, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Rolex này, Longines và SK, Rolex, Longines, SK, 3 mẫu như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác lưu ý là kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe nhá, mài dao ba khe. Đấy, ba khe đỏ này. Đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ. Hàng của thương hiệu Katashiwa này, Katashiwa made in Japan nhá. Katashiwa made in Japan. Đó. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Con này nó sẽ là dòng mài ba khe đỏ. Cầm anh cái mài đầu bếp đây. Đấy, mài ba khe đỏ. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 3 phần mài thô, mài mịn và mài bén. Cái bác cầm tay này cho em và mài từ bên trái sang bên phải nhá. Tay trái cầm và bắt đầu mài từ bên trái sang bên phải này. 1 2 3, mài thô, mài mịn và mài bén như này. Đó, và giá thì sẽ là 130.000 cho một con mài dao ba khe như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe đỏ này. Đấy. Mài dao ba khe đỏ, mài dao ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho con mài ba khe đỏ như này. Đó, 130.000. Thì con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mài đầu bếp nhá. Đấy, con này thì bên em gọi nó là mài đầu bếp. Thì các cái đầu bếp của nhà hàng nó cũng dùng rất là phổ thông. Đó, và cũng độ sắc bén cũng như nhau thôi, nhưng con này thì nó mỏng hơn. Đấy, và người ta chuyên dùng để cho các cái đầu bếp ở bên Nhật người ta sử dụng. Đó. Thì con này giá chỉ có 40 cành thôi, nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đấy, thì một dòng là dùng cho nhà hàng và một dòng là dùng gia đình. Thì nó sẽ có hai dòng như này, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đó. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là mài đầu bếp. Đấy, nó cũng có 3 số như này. Đấy, có 3 số như này. 1, 2 và 3. Đó, thì các bác có thể mài theo số như này, 1, 2, 3 là ok. Đó, và mỗi cái thì các bác kéo đi kéo lại cho em từ 3 đến 5 lần. Đó, con này thì
các cái nhà hàng người ta dùng rất nhiều, cho nên là bên em gọi nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì sẽ là 40k thôi. Lên xem là mài đầu bếp này, mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho cái mài đầu bếp như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên xem là xiên hoa quả này. Ở đây nó sẽ là một cái xiên như này, một cái bộ xiên như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc xiên như này các bác này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 chiếc. Hàng thì bằng inox 304 của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức, hai hình người đây. Khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, khá dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con một cái bộ xiên hoa quả như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho bộ xiên hoa quả bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 50.000 đúng không? 50.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đồ ăn trong gia đình nhà mình, ăn hoa quả hoặc là ăn đồ chiên, đồ nướng đều được hết nhá. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, không cần phải dùng tay. Nó mất vệ sinh. Nên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k trên một hộp này 10 cái luôn. Tính ra vào chỉ có 5.000 một cái thôi. Xiên hoa quả thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là cái bộ bấm móng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, bộ ba móng. Lên cho em là bộ ba móng Đức này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy. Đây, đấy, hai hình người đây. Và nó sẽ có cho các bác là combo bao gồm 3 cái này. Đấy, 3 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. 3 cái như này. Rất đẹp, rất xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100k thôi. Tất cả đều có cái mài như này hết nhá, đều có cái mài như này hết và có cái phần xanh này để cho các bác đỡ cái móng tay khi mà mình cắt ra này. Đấy, cắt ra thì mình đỡ vào đây. Rất là tiện ích luôn. Con này thì nó chuyên để cắt khóe nhá. Đấy. Các cái khóe tay, khóe chân nó khó luôn vào thì các bác dùng cái này chưa? Đấy. Để mình đưa vào các cái khóe như này. Đó, đưa vào cái khóe này, rất là tiện luôn. Đó. Thì nó sẽ có 3 mã. 3 mã cho một bộ như này. Bao gồm cho các bác là bấm móng nhỏ này, đấy, bấm khóe và bấm móng to. Đấy, 3 sản phẩm như này. Và giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, tính ra các bác mua chỉ mất hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này mà đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng được. Đấy, hàng của Đức các bác biết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Thì lên cho em là bộ 3 móng Đức nhé. Bộ 3 móng Đức giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức nhé. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho cái bộ 3 móng Đức như này. Giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia bộ 5 đĩa tròn nhé. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Winling của Đức luôn. Hai hình người đây. Hai hình người đây con này. Đấy. Bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Đấy, 5 cái đĩa như này. Bao gồm cho các bác là cái to nhất thì nó vào khoảng là 24 cm. To nhất vào khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy, và cái nhỏ nhất thì cũng khoảng 15-16 cm. Đấy, rất là to như này. Bao gồm là 1 2 3 4 5, 5 cái đĩa như này con này. 5 cái đĩa rất là đẹp. Khá là dày dẫn luôn. Rất là dày dẫn nhá. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả rồi chế biến lẩu liếc. Đấy, các món ăn rất là ok. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Giá chỉ có 120.000 thôi. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này. Đó, giá khá là hợp lý cho các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái các bác. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả lưỡi kem luôn. Đấy. Cả lưỡi cả kem như này các bác. Đấy, cả lưỡi cả kem như này. Đấy, thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, lưỡi sẽ có cho các bác vào khoảng là 30 đến 35 lưỡi, hàng tùy theo lô, có lô 30, có lô 35 nhá. Đấy. Và một bàn cạo này. Đấy. Một bàn cạo và một lọ kem. Đó, một bàn cạo, một lọ kem như này thì về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Và giá sẽ là 60.000 các bạn, 60.000. Đấy. Về nhà thì các bác lấy lưỡi ra cho em. Đấy. Đây là cái vỉ lưỡi này, về nhà các bác bóc ra, sau đó thì mình lấy lưỡi ra mình lắp vào bàn là xong. Đó. Và lắp thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý một chút là lắp được thôi. Đấy, các bác nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn.
lưỡi kép như này các bác này. Đấy, hai lưỡi kép sáng bóng đẹp chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bao gồm là cả kem cả lưỡi như này mà 30 lưỡi. Thì tính ra các bác mua chỉ có mất 2.000 một lưỡi thôi. Tính ra và chỉ có 2.000 một lưỡi thôi. 32 là 6. Đấy, mua mất có 2.000 một lưỡi, còn lại là các bác lời không cả một cái bàn cạo với một lọ kem như này nhá. Đấy, một bàn cạo một lọ kem như này nữa. Thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá chỉ có cho các bác là bộ lưỡi kem này giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000.